kính chào quý vị và bà con. Nhiều vùng biển phía Nam, thời tiết vẫn đang khá xấu. Khắp từ Bình Thuận vào đến Cà Mau, Kiên Giang, ra ngoài khơi, Nam Biển Đông thì đều có mây dông bao phủ. Trong đó, ở Cà Mau, Kiên Giang và khu vực quanh huyện đảo Trường Sa có những khối mây đối lưu dày như thế này, liên tục gây mưa vừa mưa to kèm theo dông gió mạnh. Dự báo mưa tiếp tục xảy ra bất chợt ở các khu vực này trong ngày hôm nay. Mưa làm tầm nhìn giảm xuống còn từ 4 đến 10 km, tiềm ẩn cùng với lốc xoáy và gió giật mạnh. Cùng với đó, gió Tây Nam duy trì mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động mạnh. Để đảm bảo an toàn trong thời tiết xấu, bà con ngư dân cần phải hạ thấp trọng tâm tàu bằng cách là đưa những vật nặng, cồng kềnh xuống dưới hầm tàu. Chuẩn bị phương tiện chống thủng, chống chìm, cứu sinh, chẳng buộc, dây neo theo chiều dọc của tàu để đi lại an toàn khi mưa dông, gió mạnh. Tàu thuyền du lịch và đánh bắt ven bờ ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ cũng cần lưu ý đến mưa dông kèm lốc xoáy, tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km. Còn vùng biển từ Quảng Ngãi xuống đến Ninh Thuận, ra ngoài khơi, quanh huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết tốt hơn hẳn. Mưa chỉ một vài nơi không đáng kể, ban ngày trời nắng với tầm nhìn xa trên 10 km, gió hầu hết không quá cấp 4. Bản tin xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.